Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành Eji đây. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game mới. Tựa game này mới ra mắt, mang tên là Dòng Thần Siêu Cấp Dragon Ball nhá, bởi với ngọc rồng nha anh em. Mình chơi ở server 18 à, cái này mới ra rồi. Thì link tải thì mình sẽ để ở phía dưới phần comment nhá. Và thì mình sẽ nhập cho anh tất cả cái code. Tất cả các code thì đều ở có trong cái website modgame2.com á, trong cái link mà mình để ở phía dưới phần comment, anh em vào đấy lấy code nhé. Cái này game này thì nó sẽ đánh như kiểu thẻ tướng thôi, cũng giống như mấy tựa game đang chơi á, dễ chịu hồi dòng thần này. Thế bảo game này dành cho nông dân anh em ạ, chúng ta sẽ tỷ lệ ra được những con xịn rất là dễ. Có gì đây, hỏi chấm à, chúng ta sẽ được trunk ạ, future trunk ạ. Mình khá thích cái bộ truyện này à. Ok, chúng ta xác nhận này. Cái qua cả câu chuyện nhìn trong đồ họa cũng được anh em ạ, để xem vào đánh như nào. Để tôi dẫn đường đây anh em. Dragon Ball đây, cho sẽ đấu cái này, khiêu chiến anh em nhá. Hito, cái này đấy từ hồi Google bé tí ấy, đang đi tìm quả ngọc rồng. Trời, ngọc rồng mấy sao, 4 sao, đẹp phết anh em nhờ, nhìn được phết, cái kiểu chơi khá hay, mình nhìn thấy nó khá giống cái tựa game nào mình từng chơi ấy nhỉ? Ok, nó cũng giống với Kimetsu no Yaiba, chả khác gì luôn. Skill này. Ok. Cái này giống với cái game gì nhỉ? Giống với cái game Digimon này. Giống lắm anh em ạ. Yamcha cấp bậc S anh em nhá. Chúng ta sẽ cho nick qua cái này nhanh này, Goku Kid. Hoàn hảo. Rất tốt, không được ạ. Không được gọi là hoàn hảo luôn anh em. Yamcha thì có tròn đòn chó sói sớt gà cổ. Đấy. Ở trong chuyện ngày xưa nó dịch như thế anh em ạ. Trông khá là dị. Với đòn tất sát. Uầy, hóa Super Saiyan ra Kamehameha luôn. Đây là lấy từ chuyện ra anh em ạ. Đấy. Rồi anh em ơi, chúng ta đã win rồi, chiến thắng rồi, lên level up rồi, quá quải. Rồi chúng ta cũng ấn tiếp tục nhé. Cấp độ chúng ta từ tăng 1-1 lên 2. Chúng ta ấn vào đây, chúng ta ấn vào khiêu chiến này. Đại vương Pilas với con đấy, con lợn. Chúng ta xong rồi. Có thêm Kirin anh em ạ. Kirin, anh đầu trọc. Cái auto vẫn chưa được mở anh em ạ, tại vì chúng ta vẫn đang là theo cốt truyện ấy. Điều này khá là hay, theo mình thấy là như vậy. Không có luôn cái điểm để mình chém luôn anh em ạ. Đấy nhau với Krillin luôn ạ. Ok, Krillin chỉ là cấp A thôi, đội hiếm cấp A thôi anh em. Thì mình sẽ đi mở tướng ra xem có cái gì ha. Hoàn hảo luôn, ok. Rất tốt luôn, ôi trời ơi. Rất tốt, xịt rồi. Ngã chưa cưng. Ui, Krillin. Chiêu gì nhỉ? Chiêu bắn. Cái chiêu này, chiêu này mới hay này. Cái gọi là cái gì nhỉ? Lửa địa ngục hay cái gì mình quên béng tên rồi anh em ạ. Từ lâu lắm rồi. Cái này cắt đôi được cả người của Frieza mà anh em. Khá là bá đạo với chữ này đấy. Rồi ok, chúng ta cần phải qua nhanh cái phần vượt ải này. Để làm gì anh em biết rồi đấy, để chúng ta sẽ cường hóa lên, tăng phẩm lên. Tăng phẩm cho Son Goku, mình sẽ bỏ qua không? Bỏ qua cái này được không? Bỏ qua là mình bỏ rồi đấy anh em ạ. Đưa sữa lên đỉnh núi anh em ạ. Tự nhiên là về nó khá là gọi là trở về tuổi thơ với mấy cái kiểu chuyện đấy. Hay ghê. Wow, thiêu đốt anh em ạ. Đấy được thêm cái hòm gì đấy này. Tuyệt vời. Tuyệt vời, thưởng nộ tiêu diệt. Boss Quy lão tiên sinh Kame. Ông này thì mình ông này hơi bị dâm dê anh em nha. Ok, tôi không căn đúng cái lực nên thành ra là nó hơi bị. Uầy, nó hóa Super Saiyan luôn ạ. Và nó bắn mình quẳng luôn đấy.
Sợ thật sự luôn. Đáng sợ luôn anh em. Kích phết nhờ. Còn skill anh em. Còn hóa Super Saiyan. Cái này mình đây hình như là cái phần Dragon Ball Z GT sao á. Lúc mà Goku muốn biến lại thành bé tí. Cái phần này thì mình cũng không xem. Phần này mình không xem anh em. Mình xem nhiều phần lắm nhưng mà cái phần này thì mình cũng không để ý ý lắm cái phần này luôn. Ok. Rồi anh em không thể nhảy hơn chút à. Rồi anh em. Let's go. Vãi cả đẻ. Wow tuyệt vời, giờ đây các con có thể xuất phát rồi. Mục tiêu là đại hội võ thuật lần thứ 21. Cái này là từ ấy luôn anh em ạ, từ hồi Goku còn bé luôn anh em ạ. Piccolo, chúng ta sẽ có Piccolo gia nhập ạ. Ai à, thế được 10 mảnh của Piccolo này. Hãy đi gặp Piccolo ạ, ấn vào chiến binh này, chúng ta có thể ghép này. Kinh phết. Đồ họa khá đẹp. Theo như chúng ta thấy như vậy. Đây là Goku ra trận luôn. Mình vẫn chưa được mấy anh em ạ, tôi vẫn chưa được gọi là đánh nhau với thằng Raditz, phải không? Thằng em trai của Sudoku ấy. À, luyện tập. Ui, sao xuyên cả bụng rồi. Vãi cả đạn, để đánh bại xong thằng ấy. Đánh bại thằng Piccolo đúng không? Lối đánh khá hay anh em ạ, cũng được, tiếng Việt nữa. Để chơi rất là tuyệt vời. Ok. Thưởng nộ tiêu diệt. Rồi ok. Chưa có auto mà. Mình có thể lên được Radis. Khỏe đấy anh em. Mình để auto mà. Đấy. Đây, bây giờ mình có thể là dành tay rồi anh em. Ngồi xem thôi. Xem màn hình ngang là mình thích rồi anh em. Thì đồ họa nó sẽ to hơn. Chơi nó sẽ đã hơn đấy. Chơi màn hình dọc nó khá là tù túng à. Radis với chúng ta. Hy vọng sẽ được tặng nhiều quà, tặng nhiều cốt để cho anh em ha. Bulma. À thằng Raditz đã bắt được thằng Gohan rồi anh em ơi. Nó chạy mất dép rồi. Win rồi anh em. Ok. Xong chưa vậy? Tử vong ít hơn một người, không có chiến binh tử vong. À, tôi có thể được rồi anh em. Mình sẽ đổi tên nickname nha anh em ơi. Mình nhớ, anh em nhớ mình chơi server 18 nhá. Anh em gì này. Ok. Hy vọng là không ai ấy cài đặt code nhập cái code đây anh em ơi. Vượt hải 28 con đường định mệnh thì cho em có thể là 28 à? Hải bao nhiêu? Hai mấy đây? Không rõ đâu. Nhưng mà cứ vượt đi anh em ơi. Tính sau ha. Team ra có Piccolo mà 28 ta mới sử dụng được cái code nha anh em. Tập trung đánh đã. Nâng cấp hết cho bọn này lên đã. Thế sẽ nâng cấp cho Piccolo và cho Trunks. Kiểu gì cũng phải nâng cấp. Ô, mình có Goku xịn nhỉ anh em. Goku Super Saiyan luôn. Tấn công nhanh lên để mình còn nâng cấp. Đang hơi yếu, cảm giác hơi yếu. Đánh rất là lâu luôn. Nâng cấp cho Goku, nâng cấp cho Trunks. Future Trunks. Kalik. Trong chuyện ngày xưa là tên là Kalik. Nó từ tương lai anh em ạ. Cường hóa lên này. Tăng sao lên này. Đấy. Xác nhận có thêm skill nữa. Ok. Thanh niên này đang rất khỏe. Cường hóa. Chưa xong nhỉ. Chưa xong anh em ạ. Mình chiến binh không được anh em, tôi không thể nào mà mình bắt buộc phải đánh trận này. Đấy, mới có thể ra ngoài chiến binh này. Trang bị cường hóa Sonoku à. Không biết hiện tại còn chưa xem là trước còn chưa nâng cấp được cơ anh em. Đây là những cái thứ mà chúng ta sẽ nhận được phải không? Nhưng mà cái đồ họa cảm giác nó không được đẹp cho lắm ấy nhờ. Thấy nó cũng bình thường à.
nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta cứ nhận hết cái này đã. Quay lại này. Lễ hội mở server. Ok, đây là kiểu từ ngày một anh em. Đây là server mới nhất rồi. Phúc lợi. À, cái này phải nạp. Nạp thẻ. Quà VIP. Cấp VIP không đủ để lấy được ấy à. Goku Super Saiyan GGE Blue à? Ảo nhỉ. Sự kiện nhận quà nạp. Nạp ngày skin ạ. Quà triệu hồi. Có được đây đâu. Điểm danh. Ok, cái là điểm danh hàng ngày ha. Có thêm vé quay. Triệu hồi rồng thần. Triệu hồi vàng cho có được cái lượt miễn phí. Không có cái triệu hồi siêu cấp nhỉ. Triệu hồi đá rồng này. Mình không đủ, mình chỉ có 140 đá rồng thôi. Tiếp phải nạp thẻ vào. À, đấy, code vào thì may ra mới được anh em nhá. Rồi, đánh nhau 28 á. Cứ phải đấm nhau đã. Cứ để auto đi anh em. Rồi anh em. Xôi ui, khỏe đấy. Nhờ yeah. Đạo đấy. Một đập, hai đập. Ba đập, bốn đập, năm đập, sáu đập. Cái là khoảng ngay mà. Đỡ thế nào được. Ok anh em, chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện. Đây là cái đòn xuyên tâm của thằng Piccolo, thằng Goku phải ôm đằng kia vào mới được. Rồi anh em ơi, chúng ta sẽ mở ra. Rồi anh em, khiêu chiến thêm nha anh em. Ôi, cá đích đã tới nơi rồi anh em ạ. Tôi vẫn chưa nhập được code anh em. Rồi, tấn công anh em ơi. Công ngay à. Xôi, nó đấm cho như thế này thì. Một đấm tổng độ tiêu diệt các kiểu của đà điểu. Xong luôn nhá. Ý, rồi ok. Có cửa kia mà không vượt không được ấy nhỉ. 8 rồi anh em, đội hình này, cường hóa này. À, bây giờ tôi sẽ nâng được skill anh em nhá. Thông tin, mình không lên level nhỉ. The fuck. Tăng phẩm, thằng ấy tăng phẩm được này. SS không tăng này, hơi phí. Không tăng cấp được anh em, bây giờ tôi không tăng cấp được luôn. Ơ, thằng này sao không nâng được skill. Skill đâu. Kiếm điện. Đấy, đây là nâng một vài cái skill cho bọn này. Hết ngéo rồi. Đã hết anh em ơi, cần game để mua ha. Rồi anh em ơi, tiếp tục phải đi ải thôi. Phải đến được ải 28 thì ta mới mở code. Ok. Chiến anh em ơi. Xua. Ok.
Đấy, win anh em ơi, chiến thắng rồi. Rồi chúng ta cứ đánh đến tầm 47 là đẹp nha. Đấy, chuyến anh em cứ để x2 nhá. Ủa xoài bán trưởng khỏe đấy. Thằng khỏe thế, thằng nó bá thế. Thằng Vegeta này còn chưa tiến hóa biến hóa thành Super Saiyan đòi đấm nhau mình. Tuổi con ngan con ha. Chết mất thằng Trunks nên tôi ăn mất thằng Krillin nên tôi sẽ chỉ còn lại 2 sao thôi. Ồ, hiện tại tôi có thể tăng cấp được hay sao anh em ạ? Wow, uống nước là tăng cấp ạ. Ok, thanh niên này với thanh niên xem tiễn thì xem có thanh niên nào khác không? Bây giờ mình có đã nhập được code chưa? Mình không chắc là mình nhập được code. What the hell man? Tôi vẫn chưa nhập được code, là chắc phải lấy xong cái map này à? Krillin yếu lắm nha anh em ơi. Chắc chắn là phải thay thằng ấy rồi. Không thay là phế loi à. Cái này mình đánh 16 phút rồi kìa mà còn chưa xong. Krillin phế loi. Bắt buộc phải thay rồi. Thay rồi phải đánh thôi. Mày nhờn này một cú hích cùi trỏ rất mạnh vào mồm. Win. Vượt qua ải nhá. Và hình như là tôi có thể là mở được ấy rồi sao ấy. Rồi nhận được tất cả những cái gì có thể ở đây. Và chúng ta chưa xong ạ. Nốt trận đi anh em. Phải nhập code chứ. Green vừa vào cái tí hoảng luôn. Mấy này khỏe quá. 2.0 đi anh em. Anh em kia vừa lên là vừa chín xong. Ok. Rồi, tấn công anh em, vẫn còn thằng Vegeta. Rồi, đã xong. Trunks của chúng ta cũng rất là khỏe anh em. Cái game này là lâu thật sự. Thằng Krillin oảng. Bọn kia chạy rồi anh em ơi. Chúng ta đã đánh bại xong cái thanh niên. Rồi đội hình mình sẽ có thể nâng cái gì đấy. Rồi cái này cũng giống như mấy cái game mình chơi thôi, không có gì cả. What the fuck, tôi vẫn bắt mình chapter mới này. Mình có thể không chơi được mà. Mình ấn vào đây. Cài đặt. Đấy, tôi đã nhận được game code rồi anh em ơi, quá tuyệt vời luôn. Một quả qua thư nha anh em, có tất cả 5 cái game code chung ha. 2 3 4 và Son Goku nữa là 5. Đấy. He he boy. Qua 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 qua. Ok. Nhiều quà thế anh em. Quá nhiều quà luôn, tuyệt vời. Tớ là Bulma. Nhận rồi à? Ok.
bạn bè. What? Sao đã có người đồng ý vậy? À, người kết bạn vậy? Tôi đã làm gì đâu mà đã có người kết bạn với tôi rồi anh em. Cái này để nâng cấp level này cũng hay này. Bây giờ tôi có cái gì? Trong túi tôi có cái gì? Mảnh Son Goku. Ô, chiến binh này. Chúng ta có Son Gohan anh em ạ. Ui ghép. Ui thầy với đi cùng Piccolo SS anh em ạ. Được đấy. Ok, Son Gohan, Son Goku SS anh em. Nhìn trông xịn nhờ. Tôi có để triệu hồi dòng thần được không? Tôi có vé không? Triệu hồi đá rồng không? Triệu hồi miễn phí không? Triệu hồi X10 gì? Ui, tôi có chỉ có 2 vé anh em. Triệu hồi vàng. À, tôi có... Cái gì này? What the fuck? Nói chung là được thêm Son Gohan qua 7 ngày. Ôi được luôn thằng ấy anh em ạ. Thái đi cùng với thằng Goku công tăng 20, đi cùng với Gohan sinh ra cấp 2. Được ấy chứ. Ờ thêm 5 vé. Ok. Thế là được rồi. Tổng cộng tôi đang có 7 vé phải không anh em? Thì đã làm thêm các nhiệm vụ nữa lại có thêm quà thôi, chiến hạn giờ lệnh cái gì gì ấy. Nhiệm vụ đặc biệt cái mèo đây. Nhưng mà nó không cho mình được đến một lần đấy nhỉ. Một đủ 10 vé nhỉ. Bọn này nó cay. Không cho mình đủ đến 50 mảnh luôn ạ. 50 mảnh của Gohan luôn ạ. Ngon thế. Ok, nhưng mà cái chắc là phải nạp vào để mới có ấy chứ nhỉ. Nhắc nhở tăng cấp chiến binh. Ok. Chúng ta có rất nhiều tướng mới ấy, anh em ạ. Triệu hồi rồng thần này. Triệu hồi đá rồng này. Hiện tại mình có 8 thôi. Mình muốn X10 phát cơ. Ừ, tôi thiếu 2 cái triệu hồi đá rồng đấy anh em ạ. Khá ngon đấy. Nên mình thấy là khá ngon. Tắt cái điều hòa. Lạnh quá. Nạp đầu nhận được Goku SS. Đó là Goku Blue anh em ạ. Nhá. Cái tỷ lệ xem đâu nhỉ. Tư chất, cái này mình méo hiểu nó là cái gì luôn. Thật sự là không hiểu lắm. Kệ thôi anh em. Chúng ta chỉ có 8 cái vé thôi. Trang bị. Ok, bây giờ nâng cấp cho xếp trận. Vãi đạn luôn. Bây giờ mình sẽ cần phải nâng cấp cho chiến binh trước. Future Trunk này, Son Gohan này, Krillin thì có Demon Vegeta này. Có thằng Son Goku này như có thể tăng sao được hay sao ấy. Nó có mảnh rồi mà. Đấy, yeah. Có thêm skill mới. Tăng cấp. Thanh niên này bỏ đi nhá. Tăng sao thanh niên này có khó hơn này. Ok. Chúng ta nâng cấp, tăng cấp thanh niên này đi ạ. Mười rồi anh em ơi, tăng phẩm. Tăng phẩm thì tăng cho thanh niên này đi. Tại vì nó sẽ cần hơn á. Tại vì con này nó khỏe hơn á. Đội hình mình đang khá ngon. Tăng phẩm luôn được. Skill. Skill còn có 2 điểm. Bây giờ nâng cấp cho thanh niên này. Tăng cấp thanh niên này. Dùng luôn cái này cho nó chất anh em ạ. Future Trunk. Ok. Rồi, con này cũng mắc pinh này. Tập này nó hơi dài anh em ạ, anh em phải chịu khó xem thôi. À, đội hình xếp trận. Chúng ta sẽ có đội hình là 5 người cơ. Bỏ luôn. Ôi, cả con này cũng được đưa ra luôn. Toàn con khỏe anh em ạ. Rồi anh em, lưu. Đội hình 6 người cơ mà. Đội hình mình là 6 người anh em nhá. Rồi tôi còn nâng cấp được thêm cái kia nữa. Bây giờ khỏe phết rồi đấy. Đánh nhau với bọn này thì đi lên hành tinh của Frieza rồi. Game này cuốn phết anh em ạ. Game thực sự cuốn á. Anh em hãy tải về và chơi thử nhé.
Tao thử đánh nhau xem như nào. Khỏe vãi cả nồi rồi anh em. Được đây, bây giờ đi map tốt là nó họ tặng cho chúng ta mà tôi còn chưa cần phải mở ấy. Tôi còn chưa cần phải mở thẻ. Họ tặng cho ta quá nhiều à. Mà Son Goku, Son Gohan. Sủa, đẹp trai có gì sai. Rồi, và xin chào anh em nhá.